tôi không chia sẻ với quý vị thì thật là tiếc. Đây, tôi xài hai cái điện thoại và tu, quý vị thấy đây. Và tu thì có những có sau này nó có chức năng nhiều, chứ trước đó đó quý vị biết không, chỉ có nghe và gọi thôi, nó không có cái giá trị gì cả với người không hiểu biết. Nhưng đối với những người như chúng tôi đi ra nước ngoài, vào tu là rất quan trọng. Và đặc biệt cái vào tu là không ai có thể xâm nhập vào điện thoại được, không ai nghe lén được luôn, không ai mở rào vào được, riêng vào tu. Thì tôi mới bắt đầu câu chuyện cho quý vị thấy, tôi hay gọi là hệ điều hành cuộc đời tôi. Thì sau này cái vào tu nó ra đó thì nó có nhiều chức năng hơn, cho nên là tôi xài giống như cái iPhone, nhưng mà nó vẫn là vào tu nha quý vị. Tôi chia sẻ với quý vị như thế này, bởi vì tôi nói cuộc đời nhiều khi tôi biết nhiều quá, đôi khi người ta không thích tôi. Nhưng mà tôi phải chia sẻ với quý vị, một cái thằng nhà báo này, nó đã đi tù. Nó đã đi tù gần đây vì trong một cái vụ lừa đảo ở quận 2. Thì tôi kể cho quý vị nghe thế này, nó đồng bộ hóa một cái điện thoại của một cái anh trưởng phòng. Tôi chỉ nói với quý vị thôi, tôi không tiện nói tên. Và nó chơi với một thằng phó phòng. Quý vị biết không? Bao nhiêu tin nhắn